đẹp quá bạn ơi. Let me see inside coi. So pretty. Hôm nay coi sướng quá, xe ở trong mở quá trời, tha hồ coi xe ở trong. Quay cho các bạn coi ở ngoài ở trong luôn nó mới đẹp. Ừ, chỗ này sang quá, mở cửa thoải mái vậy ha. Ừ. Cho người ta coi mà. À, ở đây nói sang. Sẽ là bao nhiêu ngàn chiếc xe mà không mở, không lẽ đây mở. Ở đây bán á bạn là xe cũ nha bạn, nhưng mà xe cũ không phải là quá cũ. Không phải là xe cũ mà dạng cũ xì đâu, xe này chỉ có 1-2 năm tuổi thôi à. À đó, nhưng mà nó bán cũng rẻ lai rai. Cộng với lại nó cho mình thử xe thoải mái, nói chung là mình coi xe nó cũng dễ. Mình nói cho bạn nghe, mình đã mua đây 6 chiếc rồi đó. Mình nói thật đó. Mấy bạn đừng nghĩ là mình nổ gì hết. 6 chiếc mình mất giá rồi đó. Nếu mà không có COVID là mình muốn thử xe nào cũng được. À, tại ở đây dễ. Đó, mở sao vậy? Ở đây dễ. Tại vì COVID á, mình không muốn đụng chạm với nó nhiều quá. Hai chồng mình đi né né người ta ra, không muốn chung đụng. Nhiều khi mình thử xe nó chui xe chung mình, không ở Mỹ á, đi chung mình á. Cái xe thì nhỏ mà có người chung mình không biết. Ở đây là chiếc gì đây? Quay cái đuôi chưa? Đây, quay cái đuôi cho bạn coi. Sang quá. Thằng này Q4. Các bạn. Chiếc mình mới quay là Q4. Alfa Romeo. Oh, Stelvio. How this one here? Right here. Oh, same thing Q4. How about this one? Q4 luôn. Wow, bao chiếc Q4 luôn đã không? Let's go. Giống mà. Let's go, yeah. Đây người ta chạy thử nè bạn ơi. Người ta chạy thử. Đó người ta lên xe ta thử nè, thấy không? Nhiều lắm. Người ta thử nè, bởi vì đi chung. Đi chung với người ta đó mình không thích. À. Hồi xưa mình đi chung được, bây giờ COVID rồi, không đi nữa. Đây let's go. Đó còn rộng chứ bạn. Đó. Các bạn thấy không? Ở chỗ này rất là lớn, rất là rộng luôn á, Ngọc có thể đi cái này cả ngày hay ngày luôn cũng được á. Không mà... đi một ngày hai ngày cũng không hết xe nữa. Cũng đi giống như Ngọc vậy đó, đi coi đi, người ta đi ra ngoài người ta coi, người ta đi lúc những chiếc xe xong rồi người ta cảm thấy chiếc nào người ta thích, người ta sẽ kêu tụi salesman ra rồi người ta muốn try. Như Ngọc với ông xã Ngọc có thể try nhưng mà Ngọc không có thích. Bây giờ đang bị dịch đó các bạn, người ta vô thử nhiều lắm, nguy hiểm lắm nên mình không có muốn đi. Bây giờ Ngọc sẽ đi đi kiếm xe khác nữa nha. Let's tại go. Nhiều xe quá. Let's go. Ôi Ngọc thấy cái bên kia cái chiếc xe đẹp đẹp kìa, để qua đó coi thử. Let's go. Đi chỉ cho bạn coi, trời ơi, bãi xe bự xe bá luôn rồi. Xã quay cho các bạn coi đi, có nhiều loại lắm. Bên đây Hyundai nè, BMW mình nè, mình khuyên Toyota mấy bạn nè, Ford nè, Honda nè. Xe đó. Ở đây có Chevrolet nè, Nissan cũng có nè. Ok. Mình khuyên mấy bạn á, bạn nào mà muốn chơi xe mà đổi xe ở Mỹ á, nên vô Texas Direct bán xe ở đây rất có giá luôn. Dạ, cầm cái giá, cầm cái giá đó đi vô dealer của mình để mình bắt nó match giá. Mazda. Dạ, ok xe. Kia. Wow, a lot. Nhiều loại lắm. Let's go. Infiniti nữa nè. À, có Stryler nữa vậy. Stryler nữa bạn thấy không? Ở Mỹ có ở gì nào xe này không bạn? Stryler. Thì xe Stryler thì xe gì? Mới gọi xe gì? Hiểu của ai? Hả? Stryler làm. Gọi là Stryler thôi. Quay cho các bạn coi ở trong. Đây, ở trong Stryler nè. Cái hiệu này mất tiền không? Chiếc xe này hả? Sẽ không rành này chắc cũng phải mấy chục ngàn thôi. Không có rẻ đâu. 40-50 chứ không đùa. Xe Mỹ vậy bạn. Stryler Mỹ nè. Rim nho là mơ ước của mình đó bạn ơi, đến giờ mình chưa có rim chạy á. Mình mà về Việt Nam là chiếc xe rim mình mua đầu tiên á. Đẹp không? Mình chưa từng có chiếc rim trong đời. Wow, đẹp quá. Beautiful. Nói chung là đẹp. Đẹp ha. Ừ. Quay cái đít cho các bạn xem. Wow, cũng đẹp quá, phú. Nè, all wheel drive nha, all wheel drive nha. Model là Stryler 300. Đây cái đít nè. Hai bô đàng hoàng. Hai bô vuông. Let's go. Mua Mazda thử cái gì? Mazda mở trong sao coi coi.
Mazda SUV. Wow, đẹp quá vậy ơi, sang. Mazda làm sang nha bạn. Mình nói thật nha, mình chưa từng vô xe Mazda một lần nào nha bạn, mình nói thật nha. First time mình thấy xe Mazda đó. Mazda mình chưa từng chạy chiếc nào, nhưng mình chưa biết xe Mazda luôn á. First time mình thấy. Nói chung là đẹp á. Sang dễ sợ, dễ thương lắm. Thì let's go. Đẹp lắm. To dễ sợ, đầu gấu dễ sợ luôn phải vậy. Wait for me, wait for me. Okay, I'm ready. Mời. Oh, tấn công vô nè. Mà đẹp lắm. Oh, nút nè, nút cái lái, nút cửa nè. Đây. 160 mã một giờ nha. Âm thanh Bose nha. Âm thanh Bose nha bạn. Nè. Bose, thấy chưa? Bô. Wow. Ừ, Mazda làm hiệu Bô hả? Sang lắm vậy. Mazda làm sang lắm. Mazda cũng sang quá ha. Đẹp lắm. Bữa nào Ngọc sẽ đi vô cái hãng Mazda cho các bạn coi. Rồi, Mazda của mình lớn lắm, bữa nào đi cho bạn coi. Rộng lắm á. Nè. Rất đẹp luôn nha, Mazda đẹp nha. Chấm ha. Đẹp. Có tương lai. Ồ, đây quên sẽ. Đây là Mazda CX-9. Model CX-9. Model to đó nha. Cái này to đó, rộng lắm nè. Thôi giờ mở cái hàng kia, hàng dưới vậy. Đây, rộng rãi lắm nha, rất to luôn, không giỡn đâu, đẹp lắm, sang trọng. Nó cấp luôn nè. Wow, ba hàng ghế nha bạn, thấy không vậy? Ba hàng ghế. Nhưng mà họ xếp xuống hai hàng. Đóng lại nè. Tung cánh lên như vẫn chơi ha. Đó, cool chưa? Đẹp không? Let's go. Cái này là Acura MDX. Acura MDX cũng đẹp lắm đó chứ. Sang rồi. Đây là model luxury rồi. Luxury rồi. Đây. Acura MDX. Chiếc này mình cũng chưa từng thấy luôn nè. Mini Cooper dễ thương lắm đó. À. Mini Cooper nha bạn. Trời ơi, cái xe này mình cũng chưa chạy luôn mà chưa. Em gái của Ngọc thích chiếc này nè. Mình cũng chưa chạy chiếc này bao giờ luôn mà chưa vô trong luôn. First time thấy luôn nha. Em gái của Ngọc thích chiếc này. Hình như chiếc xe này nếu mình không lầm là xe của anh phải không bạn? Anh Quốc phải không bạn? Các bạn nếu mà các bạn thấy mình nói sai thì nói cho mình nha. Dễ thương ha. Mình thấy Mỹ chạy cũng lai rai lắm, cũng nhiều lắm. Nhưng mà lần đầu tiên mình mới thấy. Lần đầu tiên Ngọc thấy luôn á. Tại vì cái shape body này á, nó nhỏ quá, mình thích thì to chút xíu, cho mình chưa giờ chạy thử. Bánh đen nha. Đây, đằng sau. Ôi ơi, ba cái đồ để cái cổ dễ thương không? Wow, nice. Nhìn cưng không? Cái kìa. Hả? Nhỏ gọn. À, nhỏ gọn ghê ha. Đó. Very nice. Gọn ha. Ừ, đẹp. Nhìn kêu á. Đẹp. Let's go. Rồi, thấy sao? Nhìn giống như là xe con cóc vậy. Đây hả? Trời ơi, nó rộng thênh thang. Cái này chiếc gì vậy? Hả? Cái này chiếc gì đây? Cái này em Mazda. Fiat. Xe lạ, xe hiếm vậy. Fiat nha bạn. Xe này chắc xe classic quá, xe đời cũ quá vậy. Nó phải không nữa. Wow, cool quá trời luôn. Kêu nha. 124. À, gì đó? Spider. Cái hiệu là 124 Spider. Ông xã chỉ có đi vô đây, ông xã sẽ quay cho các bạn coi được nhiều loại xe khác nhau. Đúng rồi, mấy bạn ơi, mình vô đây là mấy bạn được coi nhiều xe khác nhau lắm. Ở đây là bán xe tập nhạp mà, đủ thứ xe mà. Xe nào cũng có mà. Thành ra vô đây là có xe nhiều đã nhất. Bởi vì mình mua nhiều xe đây rồi. Là dễ mua xe lắm. Nó nhiều xe mình chọn lựa đó. Rồi nhỏ với cưng chưa? Cưng quá. Hả? Có cái anten nè. À.
đủ loại xe khác nhau hết. Đó, dễ thương chưa? Ô, số tay nha. Oh, really? Yeah. Lát giờ kể cho bạn nghe tiểu sử số tay của xã đi. Trời đất ơi. Kể cho bạn nghe tại sao ông xã chạy được số tay đi, trời đất ơi. Mình ra ngoài mình đi mua xe, mình không biết chạy xe số tay bạn. Mình mua xong mình chạy về tới nhà, mình tự tập luôn á, không ai tập mình luôn á. Mình mua về mình chạy thôi, không cần ai tập hết. Mà mình chạy từ từ chỗ đó về nhà không tắt máy nha bạn. Ở Việt Nam người ta chạy số tay không có xã. Nhưng mà xe hơi nó khác nha, different. Vì Việt Nam ông xã cũng chạy xe mô tô mà lúc nó lâu thăm còn nhỏ